hay múc trong nhà con cháu một hình để có vốn để làm ăn, rồi con sẽ mua căn nhà riêng cho cô Sáu và ông Phượng để có một cái sổ sổ hộ khẩu riêng để mà ra ở riêng, để mà có cuộc sống riêng vậy đó, chứ cũng không có muốn là dành hết tất cả. Nói chung là trước nhất là chỉ biết là chia cho gia đình em út con cháu vậy thôi, thì không muốn dành được gì cho bản thân mình hết. Lúc mà nó nói lên vậy thì cô Sáu mới nói là cô Sáu không chịu, cô Sáu muốn là đồng sở hữu tất cả tài sản. Thì nó nói vậy thì không được, tại vì nếu mình là giống như đó là của Loan, của ba để lại cho Loan, thì Loan là người phải đứng nhà từ đường thì bán. Nhà từ đường nó không có bán, nó không đã nói từ đầu rồi là nhà từ đường nó không bán, chỉ bán